Good morning các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay thời tiết khá là lạnh. Hiện tại bây giờ là khoảng 4 giờ chiều rồi, không phải là buổi sáng nữa. Nhưng mà Jason vẫn muốn chúc các bạn, bởi vì có bạn đã comment ở trong cái video trước là good morning của anh đâu rồi. Em nhớ quá. Ngày hôm nay Jason mới vừa hoàn thành xong cái phần edit cái video cho cái project máy bay và siêu xe. Và ngày mai là Jason có một buổi shoot wedding, một ngày shoot wedding. Cho nên có lẽ là tuần này Jason sẽ không có nhiều thời gian để mà làm vlog. Và chiều ngày hôm nay Jason thấy thời tiết khá là âm u, nó moody như vậy. Jason có cảm giác là mình sẽ muốn quay một cái video, là một cái Q&A để mình chia sẻ với các bạn, trả lời tất cả những cái câu hỏi của các bạn trong những video trước của Jason. Cái lúc mà Jason mới vừa làm YouTube á, thì Jason rất là siêng, rất là chăm chút trả lời từng bạn, từng comment ở trong những cái video. Nhưng mà dạo gần đây thì có quá nhiều mấy trăm comment ở trong những cái video của Jason, cho nên Jason không thể nào, và Jason cũng khá là bận rộn, không có thời gian để mà trả lời hết tất cả những cái comment, những cái bình luận của các bạn được. Hy vọng là các bạn thông cảm. Thì trong mỗi cái video kia này, Jason sẽ chọn ra vài câu bình luận, vài câu hỏi của các bạn để mà Jason giải đáp, để mà trả lời, chia sẻ với các bạn. Thì ngày hôm nay trời mưa phùn, rất là đẹp, rất là moody, rất là cảm xúc, cho nên Jason quyết định là sẽ đi mua cà phê. Sau một cái ngày dài ngồi edit ở trong phòng, Jason khá là quải, khá là mệt. Như các bạn có thể thấy thì mưa phùn đầy xe của Jason. Vào những lúc mà thời tiết quá lạnh đó, thì trước khi mà các bạn bắt đầu chạy xe đó, Jason quy là các bạn nên đợi máy xe lên khoảng 3-4 phút gì đó, để cho cái máy xe nó nóng rồi hãy bắt đầu chạy vô số để mà chạy đi. Cái này là Jason cũng nghe người ta dạy, người ta nói, những người khác, người ta chuyên về xe, người ta chia sẻ với Jason như vậy. Bằng cái cách đó thì các bạn có thể bảo quản cái máy xe của mình nó tốt hơn, nó sẽ bền hơn. Đừng có rớt nha, đừng có rớt nha. Jason phải nghĩ ra cách để mà gắn cái camera vô trong xe của Jason, kiếm một cái mount nào đó. Jason nghĩ là ở trên Amazon sẽ có. Mỗi lần mà Jason muốn quay video trong xe, nó hơi bị trắc trở một chút xíu. Các bạn thông cảm là phải nhìn Jason nghiêng một chút xíu nha. Trước tiên Jason sẽ trả lời câu hỏi, cái bình luận của bạn Quân Trump. Em chào anh, em kết nối điện thoại với lại Sony A6300 qua Remote Smart. Mục đích để dùng điện thoại là màn hình phụ quay vlog cho dễ nhìn thấy khuôn mặt, nhưng em chỉ kết nối được khi máy ảnh ở chế độ quay bình thường. Khi ở chế độ S-Log thì không kết nối được. Anh có cách nào để kết nối hai máy với nhau quay S-Log 3 không ạ? Mong anh chỉ giúp với. Cũng chia sẻ thật với bạn luôn là Jason chưa bao giờ thử kết nối chiếc điện thoại của Jason để mà làm cái monitor, cái màn hình khi mà Jason quay video và sử dụng S-Log 3. Nhưng mà cái rắc rối này cũng xảy ra rất là nhiều, bị rất là nhiều người complain, rất là nhiều người chê bai về cái camera của Sony, đó là cái cổng kết nối của nó không có được ổn định cho lắm. Ví dụ như là có những cái chế độ mà khi mà các bạn kết nối monitor bình thường thôi, chứ đừng có nói là smartphone, bởi vì monitor nó sẽ support, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn với cái camera. Có một vài điểm, ví dụ như là các bạn quay ở chế độ 4K thì cái màn hình chính ở trên cái camera nó vẫn hiển thị bình thường những thông số, và ở trên cái monitor nó chỉ hiện lên hình ảnh thôi. Những cái thông số ví dụ như là ISO, white balance, shutter hay là frame rate gì đó, nó không có hiển thị ở trên cái monitor. Đó là một cái đầu sai. Hoặc là khi mà các bạn quay video ở trong chế độ 1080, tất cả những cái thông số, tất cả những hình ảnh đó ở trong cái monitor, và cái lúc này cái screen màn hình ở trên cái camera tự động nó sẽ tắt đi, có một cái màu đen tối thui thôi. Yeah, Jason cũng gặp một vài rắc rối khi mà sử dụng những cái cổng HDMI, những cái kết nối connection của nó với lại monitor. Cho nên và Jason cũng không nghĩ là sẽ có cách để mà khắc phục, ngoại trừ Sony sẽ update những cái firmware tiếp theo, hoặc là những cái dòng máy tiếp theo có thể là nó sẽ được thay đổi, có thể là nó sẽ được sửa những cái đó. Jason cũng hy vọng là như vậy. Ồ, sẵn tiện luôn, hôm nay Jason đang test out cái camera của iPhone 11 Pro. So far Jason cảm thấy là Jason rất là thích cái chế độ wide angle của nó. Có thể là tuần sau Jason sẽ dành thời gian để mà làm một cái video chia sẻ với các bạn về cái review của Jason dành cho chiếc camera iPhone 11 Pro. Welcome to our Starbucks. What can you get for that? That'd be all for me. 57. Yes. Thời tiết xe lạnh, mưa phùn, làm một ly cà phê nóng thì còn gì bằng nữa, đúng không? Đó là những cái sở thích của đa số những người nghệ sĩ, những người photographer, những người làm filmmaker. Tinh xuống. Quá trời chim luôn. Vào những cái mùa mưa thì chim nó đậu đầy ở trên dây điện. Yeah.
Season đang đi tới một cái park, một cái công viên ở gần nhà, một khu vui chơi và không có ai hết, bởi vì trời mưa lâm râm, người ta không đem con nhỏ của người ta ra ngoài đây chơi là bởi vì sợ mấy đứa nhỏ bị bệnh. Season thì già rồi cho nên chắc cũng khó mà bệnh. Ok. Bình luận tiếp theo là của bạn Khùm Lọ: thấy anh hướng dẫn làm cho em có hướng ghê, mai đi cầm xe. No. Season không hề khuyến cáo các bạn đi cầm xe để mà mua camera hay là mua những cái thiết bị. No. Bạn Dũng Phạm nói là khi nào anh về Việt Nam là một bữa offline giao lưu, nói chuyện chơi nha anh Season. Ok, chắc chắn rồi, khi nào mà Season có về Việt Nam, chắc chắn là Season sẽ làm một buổi offline gặp gỡ các bạn, bởi vì Season rất là muốn trực tiếp nói cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ giao lưu, chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của Season. Bạn Nguyên Ngáo có comment hỏi là anh Jason ơi, có thể chỉ cho em chỗ lấy nhạc, những nguồn nhạc miễn phí để làm vlog được không ạ? À? Thì Jason sẽ để trong phần nội dung những cái link mà Jason nghĩ là các bạn có thể sử dụng được những cái bài nhạc miễn phí, nó copyright free. Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng những cái bài nhạc đó để đăng tải lên trên YouTube cho cái video của bạn á, thì các bạn sẽ không bị YouTube ban hay là từ chối cái video của bạn. Bạn Toàn Cao có hỏi Jason ở trong Facebook đó là Jason có dùng qua cái lens Zeiss 2470 qua chưa. Thì Jason đã từng trải nghiệm, đã từng sử dụng cái lens đó, nó cũng rất là tốt. Khẩu độ của nó chỉ có F4 nhưng mà nó rất là tốt, nó rất là sharp. Hiện tại bây giờ Jason đang sử dụng một cái lens 2470 của G-Master, nó là F2.8. Nếu như mà các bạn không muốn chi quá nhiều tiền cho một cái lens á, thì Zeiss cũng là một cái dòng lens rất là tốt của Sony. Không cần thiết phải mua những cái lens của G-Master. Nếu như mà các bạn có dư giả hay là các bạn có những cái project, có những cái hợp đồng lớn, kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái hợp đồng đó, thì cứ mạnh dạn đầu tư cho G-Master. Còn không, Zeiss là một lựa chọn rất là tốt. Bạn Trần Đức cũng ở trong Facebook có hỏi Jason là anh cho em hỏi làm thế nào để chụp đẹp như anh có bí kíp gì không? Jason có một bí kíp, đó là học và rèn luyện. Các bạn phải chụp ảnh nhiều hơn, phải trải nghiệm nhiều hơn, phải edit nhiều hình hơn, thì tự động cái skill của các bạn nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và qua thời gian các bạn sẽ ấn định được một cái style riêng biệt cho mình, không cần thiết phải bắt chước y hệt như cái style của Jason. Bởi vì Jason cũng đã từng giống như các bạn, khi mà Jason mới ra làm photographer, mới bắt đầu chụp ảnh, thì Jason cũng bắt chước rất là nhiều style của những người khác. Nhưng mà qua thời gian Jason mới nghiệm ra là mình phải có một cái style riêng của mình. Sẵn đây Jason muốn chia sẻ với các bạn luôn là các bạn có thể đặt câu hỏi cho Jason, có thể nhắn tin cho Jason ở trên Facebook. Nhưng mà nếu như mà Jason không thể nào trả lời cho các bạn được thì các bạn cũng thông cảm, là bởi vì có quá nhiều bạn nhắn tin cho Jason. Jason không thể nào để cho cái inbox của Jason nó nổ tung như vậy được. Cho nên những cái tin nhắn của các bạn nhắn vô cho Jason, Jason vẫn đọc, Jason sẽ không bỏ sót một tin nhắn nào hết. Và có thể là Jason sẽ chọn ra những câu hỏi nào hay nhất, nó hợp lý nhất, thì Jason sẽ trả lời cho các bạn ở trong cái YouTube. Bởi vì nếu như mà Jason đồng ý hết tất cả các bạn thì ngày nào cũng có mấy trăm tin nhắn nhắn vô cái phone của Jason đó, thì Jason sẽ bị distract, Jason không thể nào tập trung để làm việc được. Cho nên mong các bạn thông cảm cho Jason, không phải là Jason chỉnh chọe hay là cái gì đâu. Cũng giống như là khi mà Jason mới bắt đầu làm YouTube, những cái video đầu tiên có vài bạn vô nhắn tin ở trên Facebook hay là Instagram cho Jason á, thì Jason rất là thoải mái chào đón các bạn, trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Nhưng mà càng ngày cái YouTube của Jason nó càng phát triển hơn, có nhiều subscriber hơn và nhiều bạn, nhiều người biết đến Jason hơn, và các bạn cũng vào cái inbox ở trên Facebook hay là Instagram của Jason á, nhắn tin liên tục à. Các bạn đừng hiểu lầm Jason, Jason không hề khó chịu về những tin nhắn của các bạn, chỉ là Jason không có đủ thời gian hay là đủ tay, đủ chân, đủ não để mà suy nghĩ, để mà trả lời hết tất cả những câu hỏi đó của các bạn, cho nên các bạn thông cảm nhé. Bạn Nguyễn Văn Diên: em rất thích ảnh của anh nhưng em không biết là máy Canon có chụp được nét như ảnh của anh không ạ. Một cái tấm ảnh nét không chỉ đơn giản dựa trên cái dòng máy nào mà các bạn chụp, cái dòng lens nào mắc tiền bao nhiêu, xịn bao nhiêu mà các bạn chụp, nó còn dựa trên rất là nhiều thứ nữa, thậm chí những cái máy rẻ tiền, những cái máy mà các bạn có thể mua được với cái giá rất là thấp, các bạn vẫn có thể được chụp ra một cái tấm hình đó. Và trong cái lúc mà các bạn edit đó, các bạn có thể làm cho cái tấm ảnh nó nét hơn những gì mà các bạn thấy ở trên màn hình. Nó còn phải dựa trên contrast, nó còn phải dựa trên detail, sharpness, clarity, nói chung là rất là nhiều thứ để tạo ra một cái tấm ảnh nét. Bạn Đoàn Hải Bình có hỏi là phần mềm anh làm video trên PC là gì thế? Anh sử dụng Adobe Premiere Pro và After Effects. Bạn Ninetitu Film Production có comment ở trong video của Jason là: chào anh Jason, em đang tập tành làm vlog nhưng chắc ý tưởng khá kém nên giờ em chuyển sang tự quay short film. Em mới quay ngày đầu hôm nay, về xem lại thì thấy short film của em khá ít thoại, chủ yếu là toàn hành động thôi. Video của em tên là A Life of an Overseas Student. Theo anh, một short film và chỉ có một mình em đóng, em tự quay, tự đóng thì có nên nhiều thoại không ạ? Cảm ơn anh. Nói về short film á, thì có rất 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 là nhiều dạng short film: documentary, action hay là những cái phim nói chuyện nhiều. Có
những cái thể loại short film mà từ đầu tới cuối bộ phim các bạn sẽ không nghe một lời thoại, bất cứ một lời nói hay là một từ nào hết từ nhân vật chính. Tùy vào cái cách mà bạn muốn kể câu chuyện nó như thế nào ở trong cái short film của bạn. Ok, cái video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Jason đã trả lời được cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn đặt ra cho Jason. Nếu như mà các bạn có thêm nhiều câu hỏi nữa thì cứ hỏi Jason nhiều hơn. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ những cái video tiếp theo của Jason. Bây giờ trời khá là lạnh, chắc là Jason phải đi về nhà. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video khác.